Xin được mến chào tất cả các bác. Tiếp tục video test một bộ karaoke cho một bác khách ở Bình Thuận. Trước khi đi chi tiết thì mời các bác cùng đi cảm nhận về chất âm. Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ. Đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen bờ. Lời thiệt tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ. Phép tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ. Mình đã đi chung trên con đường máu nhuộm. Mình đã reo reo nghe chớp bể mưa buồn. Màu áo xưa em đắt cho người đằng hành trang. Có bạc trắng với bóng xương vẫn còn đậm tình thương. Rồi, em xin phép được test một đoạn về karaoke. Thực sự là ba hôm nay cũng rất là ốm, khá là ho các bác ạ. Ngày nào cũng phải alo mic cũng như là hát hò, rồi lại đi phòng hát test. Cuối cùng giờ thì giọng nó cũng không được tốt để mà thể hiện với một cái cấu hình rất là hay như vậy. Thì cấu hình này thì em cũng xin phép test cho một bác khách ở địa chỉ tại xã Lai Di các bác nhé, tỉnh Bình Thuận, anh Đoàn Minh Tiến các bác nhé. Đó, anh em cũng có giao dịch với nhau qua Zalo và anh có đã chuyển cọc đây. Đấy, thông tin rất là cụ thể. Thì với cấu hình này, anh có lấy một đôi loa ETC các bác nhé, hàng bài Mỹ ETC, sử dụng một bát 25 và một kèn. Đó, đây là đôi loa mà em cũng đã chọn và kiểm tra rất kỹ càng trước khi lên trực tiếp view để các bác cùng cảm nhận và test luôn. Một vang ETC các bác nhé, ETC HC9, dòng hệ số nhưng mà chỉnh tất cả chỉnh tay các bác nhé, rất là đơn giản thôi. Với dòng này thì tính mic của Echo rất là hay. Và thêm vào đó là một nâng tiếng để hỗ trợ nghe nhạc cũng như là hát karaoke hay hơn dòng PX22 Plus với những cái phiên bản hàng chính hãng mới các bác nhé. Bản mới nhất hiện tại luôn ạ. Hai cầu loa phải loa trái riêng biệt các bác nhé. Thì chiếc đẩy săn xui thì em cũng tiện test luôn cho một bác khách ở Bình Dương các bác nhé, ở Bình Dương. Đó, SA502. Đó, tiện thì em sẽ ghép luôn cả một cấu hình như vậy. Còn các bác nào mà quan tâm đến cả cấu hình thì cũng có thể liên hệ trực tiếp nhé. Ở đây thì em cũng có ký hiệu rất là chi tiết rồi. Ở đây là nhạc vào, nhạc ra. Và bên dưới của những chiếc nâng tiếng cũng vậy, em có ký hiệu ra vào đầy đủ. Đó, vì anh chỉ việc đấu nối theo thôi. Tự tự như vậy. Đó, và rất là đẹp nhé. Chọn những đôi ok nhất. Vì hiện tại thì bên em còn cũng khá là nhiều dòng loa về dòng ETC 325 này. Với cấu hình như vậy thì em cũng có lên cả bộ với những đẩy, với những bộ mic cao cấp hơn. Thì các bác cũng có thể theo dõi kênh của bên em để tham khảo thêm. Cách để truy cập vào cái web của bên em thì cũng rất là đơn giản các bác. Các bác chỉ việc lên YouTube các bác nhé. YouTube các bác có số điện thoại của em được 0977 434 361 các bác nhé. Rồi các bác ấn Enter là sáng sẽ ra ngay cái kênh của bên em. Đó, Michael Audio đây. Đó, là các bác có thể xem được tất cả những cái video mà em sẽ đăng tải nhé, Michael Audio nhé. Đó, với lượt theo dõi 73.000 lượt đăng ký nhé các bác nhé. Những cái video bên em lên rất là cụ thể trên đây. Hoặc là các bác cũng có thể gõ tên của bên em là Michael Audio. Đó, Michael Audio là ra ngay kênh của bên em các bác nhé. Đó, trực tiếp ra kênh luôn ạ. Một là các bác có số điện thoại, hai là có tên Michael Audio là sẽ ra ngay cái kênh trực tiếp để các bác có thể tham khảo thêm. Hoặc là các bác cũng có thể truy cập web của bên em nhé, michaelaudio.vn. Audio.vn. Đó, để tham khảo với những cái dòng sản phẩm mà bên em cũng có đăng tải mới trên này.
Đó, rất là nhiều các cái dòng sản phẩm bên em đã đăng tải trên này các bác nhé. Và các bạn nào có Facebook thì cũng có để liên hệ trực tiếp với Facebook thì qua luôn số điện thoại các bác nhé, qua số điện thoại của bên em. Quay trở lại với cái bộ karaoke này. Đó, thì em sẽ quay cụ thể hơn trực tiếp. Các bác cũng có thể nghe nhỏ rẻ như vậy thôi nhưng mà chị ấy cho lên rất là chi tiết và hay, nhẹ nhàng. Vâng, rất là cảm ơn anh Đoàn rất là nhiều ở Bình Thuận đã tin tưởng cũng như là sử dụng những cái dòng sản phẩm bên cửa hàng. Các bác nào có nhu cầu với những thiết bị nhỏ lẻ hoặc là cấu hình bộ thì có thể liên hệ trực tiếp với bên em, như cái bộ đằng sau các bác này. Đó, với ba thớt và đôi loa thì em cũng đã test đó, từ tối hôm qua rồi, test ok hết rồi. Lát sẽ cho anh em đóng. Đã cài đặt hết thì bác khách này là bác ở trên Tuyên Quang các bác ạ. Lấy một đẩy Avin các bác nhé, A800 này. Bộ mic không dây và một vang A12. Cộng vào đó là một đôi loa ETC bát 30 các bác nhé. Nhà bác thì cũng rộng đâu đó 25m2 thôi. Đó, là sở hữu một đôi loa 30 là cũng rất là ok. Bác lấy cũng rất là ít thớt rồi, chưa có điều kiện nhiều cho nên chỉ có 3 thớt và một loa thôi. Vâng, rất là cảm ơn anh Đoàn cũng như toàn thể các bác rất là nhiều. Vâng, em cũng xin phép được kết thúc video. Video sau các bác nhớ đăng ký kênh cũng như là like nhé, để em sẽ lên luôn cái video cụ thể cái bộ của anh trên Tuyên Quang này. Em có làm video rồi nhưng mà lát em sẽ đăng tải sau các bác nhé. Vâng, cảm ơn các bác rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo. Xin được gọi miễn chào các bác.